Sa Giang, sông Sa Đéc là một nhánh sông nhỏ chạy dọc bờ nam sông Tiền, một địa danh ngỡ như quen thuộc. Nhưng dòng sông bắt đầu từ đâu và kết thúc nơi nào, không phải ai cũng tường tận, ngay cả người bản xứ. Câu chuyện bên dòng Sa Giang gắn với thành phố Sa Đéc, nơi có chợ Sa Đéc một thời hưng thịnh, nơi còn lưu dấu những kiến trúc cổ xưa bên dòng sông thơ mộng. Nhưng bên dòng Sa Giang còn là câu chuyện của những làng nghề trăm năm, mà chính dòng sông cũng là thương hiệu. Làng gạch trăm năm tuổi, chợ gạo đầu mối uy tín miền Tây, làng bột nổi tiếng đang tìm đường hội nhập, và một làng hoa đang là diện mạo thành phố mới. Dòng Sa Giang còn cùng làm nên một vùng đất cù lao ven sông Tiền, này đang nổi tiếng là cù lao nhãn. Cuộc sống chuyển động không ngừng cùng những nông dân sáng tạo hôm nay. Sa Giang quen mà lạ, hành trình bên dòng Sa Giang vì vậy sẽ không kém phần thú vị. Các bạn, như lời đã hứa, trong hành trình trở về ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến tham dự lễ cúng đình Phú Hộ. Tuy nhiên, bên dòng Sa Giang còn có những câu chuyện truyền thuyết nổi tiếng gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn được mời quý khán giả cùng tiếp tục khám phá những câu chuyện này. Và điểm đến đầu tiên chính là chợ Nha Mân qua giai thoại Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, gái nào bảnh bằng gái Nha Mân. Chợ Nha Mân thuộc xã Tân Nhuận Đông, hiện nay nằm ven quốc lộ 80, được xem là chợ xã sung túc nhất của huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Ngày trước, chợ Nha Mân cũ nằm phía bên kia cầu Nha Mân, ven sông Nha Mân, là một nhánh rẽ từ sông Sa Đéc. Chợ cũ có từ lâu đời, được đường sông nhưng không còn thuận đường bộ sau khi xây dựng cầu Nha Mân, nên được quy hoạch về vị trí mới rộng rãi hơn. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi khi vừa ghé vào chợ mới là hầu hết các ngôi nhà ở đây đều có hoa văn trang trí tượng trưng cho những đồng tiền xu. Hỏi ra mới biết, vào năm 2005, trong lúc đang thi công đường cống thoát nước ở khu vực chợ Nha Mân, công nhân đã phát hiện một lượng lớn tiền cổ được chôn dưới lòng đất. Số tiền cổ này được xác định gồm có hai loại là Gia Long Thông Bảo và Minh Mạng Thông Bảo, có thể được chôn từ thời Minh Mạng trở về sau. Chính vì vậy mà hình ảnh tiền xu được chọn làm biểu trưng cho chợ Nha Mân và những ngôi nhà phố nơi đây, nhằm hướng đến sự giàu có và sung túc. Chúng tôi dạo một vòng quanh chợ để hỏi thăm về huyền thoại gái đẹp Nha Mân được lưu truyền trong dân gian hàng trăm năm nay. Có nhiều giả thuyết lý giải vì sao con gái Nha Mân có nhan sắc bậc nhất miền sông nước Cửu Long. Câu chuyện mà chúng tôi nghe nhiều người dân ở chợ này kể lại là lúc nhà Nguyễn bị quân Tây Sơn truy đuổi gắt gao, để thuận đường tháo chạy, chúa Nguyễn Ánh đã phải bỏ lại nơi đây hàng trăm cung tần mỹ nữ, trở thành người lưu xứ. Và việc một lượng lớn tiền xu triều Nguyễn được tìm thấy tại đây cũng khiến cho người dân càng tin tưởng vào giả thuyết này. Chuyện xưa về người đẹp Nha Mân còn được truyền tụng trong dân gian qua sự tích về cô Hai Hiên. Người dân vùng Nha Mân rất tin tưởng vào sự linh thiêng của cô nên đã lập miếu thờ cúng. Chúng tôi đến viếng miếu thờ bà cô Hai Hiên gần cầu Tân Xuân để tìm hiểu thêm về câu chuyện này. Tình cờ chúng tôi bắt gặp một nhóm khách phương xa đến viếng miếu. Hỏi ra mới biết, một trong số những vị khách đến viếng này là con cháu nhiều đời của bà cô Hai Hiên. Cô có thể chia sẻ với chương trình về cái mối liên hệ giữa gia phả của gia đình cô đối với cô Hai Hiên như thế nào? Trong gia phả có ghi ông Phạm Văn Cầm. Có một người con thôi là bà Phạm Thị Hiên.
Thì như vậy là ông Phạm Văn Cầm này nè, với ông Phạm Văn Bản, ông cố của cô á, là hai anh em chú bác. Hồi xưa là cô chỉ nghe ba cô kể một cái giai thoại là lúc mà bà còn trẻ, bà rất là đẹp, nhà ở dưới mé sông. Thì như vậy là có một hôm là có cái người đưa đò, nhưng mà không biết sao bữa đó cái ông đưa đò ông không đưa. Bà thấy vậy là bà mới chèo cái ghe qua bên kia rước cái người dân bên kia. Thì như vậy là bị mưa gió bão, đò bị lật chìm, thì bà qua đời. Thì bà qua đời, nghe nói năm đó bà qua đời khoảng 16 tuổi. Bà rất đẹp và rất là thùy mị. Người dân ở đây rất là tín ngưỡng cô Hai Hiên, là bởi vì cô Hai Hiên là hiện thân của cái bảo vệ lẽ phải vậy đó, chống lại những điều ác. Thì cô có từng nghe về cái giai thoại đó không cô? Ba cô kể một lúc cô còn nhỏ, coi như hầu như là thường lâu lâu cái ông nói chuyện á, thì ông hay đem cái gương của bà Hai Hiên ra để mà ông nói lại cho con cháu nghe về cái chuyện mà đấu tranh chống cái những cái mà không tốt đẹp. Là ông cứ nhắc là bà Hai rất là thương dân, giúp đỡ dân nghèo. Còn những người mà coi như hồi xưa là cường hào ác bá đó, thì bà rất là ghét. Ngoài câu chuyện mang màu sắc tâm linh, cũng là tấm gương được nhiều người dùng để giáo dục con cháu. Người dân nơi đây thờ cúng bà cô Hai Hiên cũng giống như tín ngưỡng thờ mẫu hay bà chúa xứ của người Việt ở Nam Bộ. Triết lý thờ mẫu là ý thức tôn thờ tri ân bà mẹ xứ sở, cầu mong được che chở, cái thiện sẽ thắng cái ác, khát vọng có một cuộc sống công bằng, gửi gắm nhiều ước mơ và cầu mong mùa màng tươi tốt, đất đai màu mỡ. Hôm trước, khi ngược dòng Sa Giang ghé thăm đình Phú Hữu, chúng tôi có lời hẹn sẽ quay lại vào dịp lễ hội Kỳ Yên tháng 3 âm lịch. Đúng hẹn, vừa sau rằm tháng 3, chúng tôi đến viếng đình, vừa kịp xem lễ thỉnh sát thần. Vừa đến đầu đường dẫn vào đình Phú Hữu, chúng tôi đã thấy một đám rước trang trọng với đầy đủ trống lệnh, chiên lệnh, cờ, lọng, đội lân cùng đội lính hộ tống Long Đình đi đến nơi cất giữ sát thần. Thế là chúng tôi hòa cùng dòng người đi thỉnh sát. Sát thần đối với đình và người dân trong vùng là một vật rất quý giá và thiêng liêng. Chính vì vậy, để bảo quản sát thần một cách tốt nhất và đảm bảo việc thờ cúng thường xuyên, sát thần của đình Phú Hữu được cất giữ tại nhà của một vị hương chức có uy tín, cách đình khoảng gần 2 cây số. Đến nơi, các vị hương chức mặc đồ lễ vào cúng tế để thỉnh sát và rước sát về bằng Long Đình. Long Đình được làm bằng gỗ tốt nên khá nặng, cộng với đường đi hẹp, có nhiều cây cối và mái che của nhà dân nên gây khá nhiều khó khăn cho các anh lính gác. Một điều đặc biệt mà chúng tôi nhìn thấy trên đường rước sát về, đó là hai bên đường, nhiều gia đình cũng đang lập những bàn cúng trước nhà mình. Không biết những bàn cúng này có liên quan gì đến lễ thỉnh sát thần hay không? Thấy có một gia đình đang cúng bái rất nghiêm trang, chúng tôi tranh thủ ghé vào hỏi thăm. Dạ thưa chú, lúc nãy khi mà cùng tham gia với đoàn để đi rước sát thần về, thì trên đường, thì dọc hai bên đường thì con thấy có một cái điều rất là hay là người dân cũng ở hai bên đường cũng lập
cái bàn để mà cúng hưởng ứng theo cái lễ hội Kỳ Yên này. Thì chú có thể cho con biết là cái phong tục này thì có từ khi nào không chú? Theo tôi biết đó, thì cái phong tục này nó có rất lâu, từ đời của ông nội tôi, là mình tính ra cũng mấy chục năm nay. Cái bàn này đó là mình lập ra là để mình, thứ nhất mình rước thần để mình có tỏ cái lòng kính trọng đối với đấng thiêng liêng, là mình trước tiên là cầu nguyện cho gia đình được bình yên vô sự rồi làm ăn khấm khá gì đó. Còn thứ hai nữa mình nói xa hơn thì mình cầu cho quốc thái dân an. Trên cái bàn cúng thì theo chú thì là cái những cúng những cái lễ vật gì thì được gọi là ý nghĩa và trang trọng nhất hết chú? Theo chú thấy là không có cái gì nó bằng bông hoa hoặc trái cây, nó là cái tinh khiết nhất cái trần, và hai cái đó là thấy quý nhất. Thỉnh thoảng nếu không có đó thì ta tạo cái khác thôi, cũng ít. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất vẫn là cái tấm lòng của tấm người lòng. Dân. Dạ. Có thể thấy người dân nơi đây bao đời luôn đặt niềm tin, lòng tôn kính đối với ngôi đình này. Sau khi hỏi thăm chú Bình, chúng tôi nhanh chóng quay về đình để kịp cùng đón sát thần. Thưa quý vị các bạn, mỗi năm thì đình Phú Hữu có 3 lễ cúng, trong đó lễ hội Kỳ Yên là lễ cúng lớn nhất, nhằm đánh dấu một năm ngôi thần giáo hòa và cùng nhau cầu phúc cho một năm mới bình yên mùa màng bội thu. Lễ hội Kỳ Yên còn được gọi là lễ hội dân gian hay là hội làng truyền thống, là một nét đẹp văn hóa dân gian của người Việt. Và ngay bây giờ thì sẽ được mời quý khán giả cùng với hành trình lịch sử đến với lễ hội Kỳ Yên của đình Phú Hữu năm nay nhé. Sau khi sắc thần được thỉnh về đến đình, sẽ tiến hành nghi thức an vị sắc thần trên bàn thờ nơi chánh điện. Sắc phong thần của đình Phú Hữu được vua ban vào ngày 8 tháng Giêng năm 1852. Sau khi sắc thần an vị, sẽ là nghi thức cầu thần. Nghi lễ này mang ý nghĩa cầu khấn để mời thần, Phật, các vị tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ, những người có công với đất nước về chứng giám ngày lễ đình. Theo các vị hương chức ở đây, ngày xưa lễ hội Kỳ Yên ở đình Phú Hữu được tổ chức nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch. Nhưng vì lúc đó đường xá khó khăn, trời tối, các vị cao niên và người dân rất khó để đi dự lễ đình vào ngày mùng 10. Nên các vị hương chức lớn tuổi đã cúng giái xin đổi ngày cúng sang ngày 16, 17 và 18 tháng 3 âm lịch hàng năm để tận dụng ánh trăng tổ chức các lễ hội vào ban đêm. Lễ Kỳ Yên đình Phú Hữu năm nay được tổ chức vào đúng dịp cả nước vừa hân hoan chào đón đại lễ 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chính vì vậy mà lễ hội năm nay được tổ chức một cách trang trọng và có ý nghĩa sâu sắc đối với người dân trong vùng. Không chỉ có người dân, lễ hội Kỳ Yên ở đình Phú Hữu được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm và gìn giữ. Bởi không chỉ là nơi thờ tự, đình còn là niềm tự hào, là nơi ghi dấu chứng tích đấu tranh cách mạng của quân và dân Châu Thành, Sa Đéc. Tại đây, vào năm 1945, ông Phạm Văn Đổn, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Sa Đéc, đã tập hợp trai tráng nhân dân trong vùng, đứng trước linh thần tuyên thệ: thà quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Trong thời kỳ chống Mỹ, đình là nơi nuôi chứa, dừng chân của nhiều đồng chí lãnh đạo cách mạng của tỉnh, huyện. Đình Phú Hữu cũng là nơi tiếp nhận sự đóng góp lương thực, khí tài của nhân dân cho quân giải phóng. Vì vậy, ngày lễ đình cũng là dịp để địa phương ôn lại những chiến tích đấu tranh cách mạng của các thế hệ cha ông, thể hiện truyền thống tri ân, uống nước nhớ nguồn. Trao đổi với chú Nguyễn Văn Cam, hương quan của đình Phú Hữu, chúng tôi được biết đêm Kỳ Yên sẽ diễn ra tưng bừng với các nghi lễ chính và có hát bội phục vụ nhân dân. Buổi tối cũng là thời điểm người dân đến cúng bái và thoải mái vui chơi thư giãn cùng lễ hội sau một ngày làm việc, lao động. Chúng tôi quyết định chờ đến tối để tham dự hội Kỳ Yên trong đêm trăng sáng.
Màn đêm buông xuống, người dân địa phương đến cúng đình và dự hội ngày một đông hơn. Mọi người thành kính thắp hương, xem các nghi lễ cúng bái truyền thống, nghe đọc văn tế nguyện cầu để tưởng nhớ tổ tiên và cảm ơn các vị thần linh đã phù hộ. Cầu mong cho gia đình được vạn sự bình an, làm ăn thuận lợi, cuộc sống ấm no, sung túc. Chúng tôi cũng hòa cùng người dân nơi đây, cùng cầu mong những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Quý vị, các bạn, lễ hội Kỳ Yên của đình Phú Hộ diễn ra vào ngày 16, 17, 18 tháng 3 âm lịch hàng năm. Và hiện tại thì chúng ta đang thấy là đông đảo người dân của địa phương cũng như là ngoài địa phương, đủ mọi tầng lớp đến đây để thành tâm tín ngưỡng. Và chúng tôi muốn được mời quý khán giả cùng chia sẻ với những cảm xúc này của người dân đối với ngày lễ hội này. Mỗi lần mà tham dự cái lễ hội như thế này thì cô có một cái mong ước gì cho cuộc sống gia đình mình cũng như là cho mọi người xung quanh? Lễ hội ở đình này thì mỗi năm thì gia đình tôi đều đi. Chẳng những hai vợ chồng mà con cái đều cũng tụ họp về đây để trước là cầu nguyện cho quốc thế dân an, thứ sau đó là cho gia đình mình được hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Lễ hội Kỳ Yên của ở cái làng Phú Hộ của mình là nó là cái văn hóa chung của cái huyện rồi, không phải là riêng là cái thị trấn này mà hình như là có thể là tất cả những cái huyện, cái xã xung quanh người ta cũng tụ họp về đây để mà dự lễ. Dạ, theo chú thì điều đó có một cái ý nghĩa như thế nào trong cái cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân mình thôi chú? Tôi thấy là như nếu mà như mỗi năm á thì ở đình nó có tổ chức cái lễ như vậy thì nó cũng như là giúp cho con người ta thấy được cái mối quan hệ chặt chẽ giữa con người với con người, tại vì tất cả người ta đều đến đây để cầu nguyện, thứ nhất là cho dân chúng được bình an, làm ăn nó phát triển tốt. Dạ, con xin được cảm ơn chú rất là nhiều với những chia sẻ này. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã cảm nhận được những cảm xúc của mỗi người dân khi đến đây. Mỗi người thì có một niềm mong ước khác nhau cho gia đình cũng như là cho xã hội, nhưng mà đều có một điểm chung là cầu mong sự đoàn kết cũng như là một cuộc sống ấm no sung túc. Đêm đầu tiên của lễ Kỳ Yên tại đình Phú Hữu diễn ra những đại lễ rất quan trọng. Trong đó có lễ Túc Yết hay còn gọi là lễ Tiên Thường, được diễn ra lúc 21 giờ đêm. Đây là lễ trình với thần Thành Hoàng, việc tổ chức lễ tiết, cũng có nghĩa là chờ đợi nhóm họp ở đình để yết kiến thần. Lễ Túc Yết ở đình Phú Hữu có bộ học trò lễ đặc biệt hơn các đình khác. Giọng sướng trang nghiêm của người đọc văn tế hòa vào âm thanh trầm bổng của nhạc lễ, tạo nên cái hồn của văn hóa dân gian, là cầu nối tâm linh giữa con người và thần linh, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, là một nghi lễ truyền thống cần được bảo tồn gìn giữ. Các bạn, trong các lễ cúng ở đình Phú Hữu thì chỉ có duy nhất ở lễ hội Kỳ Yên là có các lễ diễn ra cúng vào ban đêm và được diễn ra rất là đúng giờ, được lưu truyền từ hơn trăm năm nay. Và hiện tại thì đã 23 giờ 30 phút của ngày 16 tháng 3 âm lịch. Chúng tôi đang có mặt tại đình Phú Hữu để cùng chứng kiến lễ xây chầu đại bội để cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Và hát bội cũng là một tục lễ truyền thống không thể thiếu trong lễ hội Kỳ Yên. Lễ xây chầu tức là lễ đánh trống chầu, cầu trời ban cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đúng với ý nghĩa của đại lễ Kỳ Yên. Còn đại bội là nghi lễ hát múa cầu cho bốn mùa an vui tươi tốt. Trong phần đại bội,
đoàn hát sẽ chọn những diễn viên múa giỏi để trình diễn các nghi thức của lễ này. Sau phần lễ, đoàn hát sẽ hát trích đoạn một dở hát để kết thúc đêm đầu tiên. Sẽ là chưa trọn vẹn nếu đi lễ hội Kỳ Yên mà không thưởng thức hát bội. Không chỉ có những người lớn tuổi mà cả thanh niên và trẻ em cũng bị thu hút bởi những vở tuồng đặc sắc. Hát bội là một hoạt động văn hóa tinh thần đặc trưng trong các lễ hội truyền thống ở Nam Bộ, cần được lưu giữ phát huy. Tham dự lễ hội Kỳ Yên vào những đêm trăng, từ lâu đã trở thành một nét văn hóa tâm linh truyền thống độc đáo của cư dân miền sông nước Cửu Long. Lễ hội góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho đông đảo người dân, là nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc của địa phương. Hội đình phú hữu và ước mơ cuộc sống an lành sung túc của cư dân đôi bờ sẽ là kỷ niệm đẹp của hành trình bên dòng Sa Giang. Thưa quý vị, các bạn, trải qua một cuộc hành trình dài bên dòng Sa Giang thì đã cho chúng ta một cảm nhận sâu sắc về sự năng động đổi mới sáng tạo của cư dân đôi bờ. Cùng với đó là những nét độc đáo trong văn hóa tín ngưỡng tâm linh. Có một niềm mơ ước chung của người dân nơi đây, đó chính là cuộc sống an lành hạnh phúc, quốc thái dân an. Và đây cũng là lời chúc tốt đẹp nhất mà hành trình ký sự bên dòng Sa Giang mong muốn gửi đến quý khán giả. Và hành trình đến đây cũng xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.